Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức nông hội. Mở tiệc lên đình 2 ngày vì tưởng trúng 7 tờ vé số độc đắc. Người phụ nữ ở miền Tây báo tin cho gia đình là mình trúng 7 tờ vé số độc đắc trị giá 14 tỷ đồng và yêu cầu người thân phải mở tiệc đãi họ hàng, mua gạo phát cho người nghèo. Đến khi đi lĩnh thưởng thì tá hỏa phát hiện các tờ vé số của chị đều trật lắc. Những ngày qua thì dân ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xôn xao việc là chị VMH 39 tuổi, ngụ ấp Định Khánh B, xã Định Môn, báo tin với người thân là trúng 7 tờ vé số độc đắc trị giá là 14 tỷ đồng. Đặc biệt là trước khi đi lãnh thưởng á, thì chị Hờ cùng người thân đã đãi tiệc cưới, đãi tiệc rất là linh đình, mua gạo thiếu để tặng cho người nghèo. Tuy nhiên đến khi lãnh thưởng thì phát hiện là 7 tờ vé số này trật lắc, không trúng bất cứ cái giải nào. Theo ông Phan Thiện Khanh thì bí thư chi bộ ấp Định Khánh B, chiều cùng ngày thì chị Hờ bất ngờ là báo tin cho người dân biết là trúng 7 số mang dãy số là 833211 do công ty xổ số kiến thiết một thành viên Vĩnh Long phát hành của mình mua vào buổi sáng đã trúng đặc biệt, tổng trị giá là 14 tỷ đồng. Ban đầu thì mọi người không tin nên yêu cầu chị Hờ đưa những cái tờ vé số ra dò lại. Tuy nhiên là chị này nhất quyết không chịu và dọa ai đòi coi vé số của mình khi lãnh thưởng sẽ không cho tiền. Dù còn ngờ vực nhưng chuyện của chị Hờ trúng số độc đắc, nhưng mà khi chị này nói đó là phải chi 2 tỷ đồng để làm việc làm tiệc mà đãi hàng xóm á, cũng như phát quà cho người nghèo, thì người thân của chị vẫn đồng ý nghe theo. Gia đình chị Hờ yêu cầu là tôi lập cái danh sách các hộ nghèo để tặng 3 tấn gạo. Khi đó thì tôi khuyên gia đình phải suy nghĩ kỹ, chuyện gì cũng từ từ, lãnh tiền rồi về mở tiệc, làm từ thiện cũng không muộn. Nhưng họ nhất quyết không nghe, buộc tôi phải lập cái danh sách cho họ tặng gạo. Sau đó thì bàn bạc với trưởng ấp là Lê Quốc Khanh đó, rồi cả hai đến nhà chị Hờ để nói chuyện. Thì gia đình chị này nói chị hỗ trợ 2 tấn gạo, ông Khanh kể. Sau khi chọn lọc kỹ càng danh sách thì có 59 hộ nhận quà. Mỗi phần quà là 25kg gạo, nước, tương, này, bột ngọt, này, tất cả đều do gia đình chị Hờ mua thiếu. Vâng, chưa lãnh nha các bạn nha, mà mua thiếu trước rồi tặng cho người nghèo. Vẫn theo ông bí thư ấp, ngoài việc phát quà cho người nghèo thì chị Hờ còn mua 2 con heo, 10 con gà, bia về làm tiệc đãi người thân và hàng xóm suốt 2 ngày. Gia đình chị Hờ có mời tôi là đến dự, nhưng do bận việc nên vợ tôi đi thay. Họ đãi tiệc to lắm, có thuê dàn nhạc về ca hát sùm, ông Khanh chia sẻ. Vỡ mộng. Sau những ngày ăn nhậu lên đình thì chị Hờ cùng gia đình thuê ô tô 16 chỗ đi lãnh thưởng. Do là sợ bị cướp giật, trước khi đi thì chị Hờ đã thuê 4 vệ sĩ giá là 5 triệu đồng một người. Tuy nhiên trên đường đi thì chị này liên tục ngất xỉu và nói là có người dựa, nên cả đoàn quay về để cúng cầu chị khỏe mạnh để đi nhận tiền. Hôm sau thì chị Hờ và gia đình đi thẳng ra ngân hàng làm cái tài khoản với ý định là đi lãnh thưởng sẽ yêu cầu công ty xổ số chuyển tiền vào cái tài khoản. Sau khi mở tài khoản xong thì chị Hờ thuê ô tô giá 2 triệu đồng để đi Vĩnh Long nhận tiền. Đến nơi thì gia đình chị Hờ thấy một đoàn ở tỉnh Bình Phước hay Đồng Nai gì đó cũng đi ô tô đến công ty xổ số nhận thưởng. Thấy lạ nên mọi người kêu chị Hờ là đưa 7 tờ vé số ra dò lại, thì tá hỏa phát hiện tất cả đều trật lắc. Chị trúng 2 con số 11 của giải đặc biệt. Ông Khanh kể và nói để không bị quê độ thì mọi người nói dối với công ty xổ số là chị Hờ để quên cái vé số ở nhà nên quay về lấy và sẽ quay lại sau. Ông Khanh nói thêm, chị Hờ lâu nay thuộc dạng ông lên bà xuống, có vấn đề về thần kinh hay lén lút bói toán để kiếm sống theo dạng mà nhập xác. Người chồng thì nghiện rượu, không bao giờ ra khỏi nhà. Gia đình họ có 3 người con nhỏ, chủ yếu sống bằng nhờ tiền bói toán của chị Hờ. Hay tin chị Hờ không trúng số, cả chỗ bán gạo thiếu kéo đến nhà người phụ nữ này đòi tiền. Thấy vậy gia đình chị Hờ không có tiền trả, chỗ bán gạo thiếu hứa sẽ thu lại cái số gạo đã bán. Sau khi biết tin chị Hờ trúng số giả,
quà đã phát cho người nghèo hết. Tôi lập tức báo lên Ủy ban Nhân dân xã. Tôi đến nhà các hộ nhận quà được vận động bà con trả lại cho chị Hờ. Đến nay thì vận động được 80% người trả gạo cho chị Hờ. Số quà mà chị Hờ phát cho nhiều người ở các ấp xã khác không thể đòi được. Còn đối với những người mà đến nhà chị Hờ dự tiệc đã đồng ý là góp 200.000 trên một người để trả lại cho chị ấy, coi như là đã đi đám. Ông Khanh nói và cho biết vợ ông cũng đã trả 200.000 đồng. Với cái vẻ mặt thất thần thì bà Trần Thị Tám, mẹ ruột của chị Hờ, nói: lúc nó thông báo trúng số, tôi đã nói là con phải dò thật kỹ, lĩnh thưởng về rồi mở tiệc, phát quà cũng không muộn. Vậy mà nó không nghe, tiền tỷ đâu không thấy, chỉ thấy khổ bà già này phải đi vay trả tiền trả cho nó. Hiện tinh thần của chị Hờ vẫn chưa ổn định nên bà Tám phải ở bên cạnh để mà chăm sóc. Câu chuyện này cũng phải thở dài. Hiện tinh thần của chị Hờ là thật sự là vẫn chưa ổn định nha các bạn. Người thân của chị Hờ thì chia sẻ là gia đình vẫn còn nợ 100 triệu đồng tiền mua gạo, mua heo, mua gà để đãi khách trong 2 ngày làm đại gia. Vâng, có những cái câu chuyện mà trúng số thật cũng cười ra nước mắt. Mà đây là câu chuyện mà chúng ta phải cười ra nước mắt khi mà không có trúng. Trúng chỉ có 2 con số cuối à, mà bà đi là cái bà già này, cái bà này, bà thông báo là bà trúng hết 14 tỷ là mở tội, mở tiệc. Như tôi cũng thấy khoái, chồng cũng phải thoái, nghe vợ nó nói trúng mình biết đâu. Nhưng mà đây là câu chuyện rất là hi hữu. Cái câu chuyện mà chúng ta tiếp theo cũng là một cái chuỗi bi kịch hậu trúng số độc đắc ở miền Tây. Gia đình ly tán, anh em đâm chém nhau, bỏ quê mà trốn biệt tâm, là những cái câu chuyện mà đầy bi thảm phía sau những cái tờ vé số độc đắc đổi đời. Cuộc đời buồn của người đàn ông trúng 5 tờ vé số độc đắc. Đến bến xe khách á, Cần Thơ, cũng ở Cần Thơ nữa nha các bạn. Hỏi người nhà, hỏi anh Bùi Mỹ Hòa, người từng trúng 5 tờ vé số độc đắc, thì hầu như ai cũng lắc đầu ngao ngán nói: Hòa trúng số phải không? Nó đi nhậu rồi về nằm chết trước cửa nhà cách đây mấy tháng rồi. Chị Phượng, vợ của anh Hòa, kể lại cuộc đời buồn của chồng chị như thế này. Sau căn nhà của anh Hòa nằm sâu trong cái căn hiểm mà trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ. Nhiều lần thì tìm đến căn nhà của người đàn ông này, chúng tôi đều tỏ ra là về với cái thất vọng, bởi người nhà luôn đóng kín cửa, không một bóng người. Hàng xóm nói từ lúc anh Hòa chết thì căn nhà chỉ có người vào buổi chiều, là khi chị Nguyễn Thị Kim Phượng, 46 tuổi, vợ anh Hòa, đi làm về. Anh Hòa từng được biến đến như là một đại gia tại khu vực bến xe khách Cần Thơ vì trúng cùng lúc 5 tờ vé số độc đắc, đó là vào năm 2002. Lúc người đàn ông này còn đi bán vé số thì thấy 5 tờ vé số loại 2.000 trên một vé, có dãy số cuối là 99 rất đẹp nên anh để lại và không ngờ trúng giải đặc biệt. Sau khi lãnh thưởng, anh mua 45 lượng vàng, số tiền còn lại anh chiêu đãi mọi người. Khi cưới tôi vào năm 2003 thì anh ấy đã không còn đồng nào, chỉ có cái căn nhà này. Hỏi số tiền trúng ở đâu thì anh nói anh em bạn bè xài hết rồi. Sau đó thì anh ấy bỏ ngày bán vé số, chuyển sang chạy xe ôm, rồi rơi vào cái cảnh nghiện ngập rượu chè. Chị Phượng chua xót trả lời. Vẫn theo lời chị Phượng thì khi hết tiền, anh Hòa đem cái giấy tờ xe máy cầm để lấy tiền uống rượu. Bi kịch hơn là sau khi xe rượu ngủ bên đường thì cần câu cơm của anh là chiếc xe cũng bị kẻ gian lấy mất, không còn phương tiện làm ăn. Anh Hòa phải chuyển sang nghề nhặt ve chai để kiếm tiền uống rượu. Hàng xóm nói trước khi mà trúng số thì anh Hòa rất hiền lành, không khi nào rượu chè. Nhưng kể từ khi trúng số thì anh ấy tập tành ăn chơi nhậu nhẹt rồi chết cũng vì rượu. Chị Phượng nói và cho biết rằng là cách đây mấy tháng chị đi làm về thì thấy chồng nằm bất tỉnh trước nhà nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bác sĩ nói anh ấy bị tai biến nhưng phát hiện trễ nên không có cứu được. Giờ đây thì chỉ còn tôi và đứa con trai học lớp 7 cưu mang nhau sống qua ngày. May mắn là thằng nhỏ ngoan hiền, học khá. Hy vọng sau này nó có tương lai tươi sáng, không đi vào cái vết xe đổ của cha nó. Chị Phượng tâm sự. Của thiên thì trả địa. May mắn thì hai lần trúng vé số, trong đó thì cái tờ vé số đặc biệt là 1,5 tỷ đồng. Anh Trần Văn Mười, 34 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Từ nghèo khó bốc chót là trở thành tỷ phú miệt vườn. Mừng sự may mắn của anh mời làm heo quay, mời hàng xóm bạn bè đến chiêu đãi, ai cũng mừng cho anh từ ngày anh thoát cái nghèo, thoát khó. Nhưng từ khi trúng số thì anh mười chẳng màng đến chuyện làm ăn. Hình ảnh anh nông dân chân chất phát, giỏi giang nhanh chóng đã đổi thay thành tay chơi thứ thiệt. Có tiền đủng đỉnh trong túi thì anh sắm xe đắt tiền, ăn mặc bảnh bao, thể hiện mình là người giàu sang. Đặc biệt là anh còn sa vào các tệ nạn xã hội như là đá gà, đánh bài, mặc cho cha mẹ và vợ khuyên can. Còn trúng số thì số tiền tôi mừng lắm, nhưng nào ngờ nó ăn chơi trác táng, nướng tiền vào các trận đá gà. Mỗi trận nó đá đến 20 triệu, đến nay thì đã trắng tay. Gia đình nghèo lại hòa nghèo. Thu nhập chính của gia đình bây giờ đều trông vào cái đồng tiền lời ít ỏi từ việc bán rau cải của vợ nó. Mấy lần tôi thấy nó nằm trên võng, tay gác lên trán, có lẽ hối hận nhưng đã muộn rồi. Ông Trần Văn Mỹ, 82 tuổi, cha ruột của anh Mười tâm sự. Chị Phùng Thị Tuyền, vợ anh Mười thì cho biết, do chồng phung phí tiền nên giờ chị là trụ cột chính phải bươn chải kiếm tiền nuôi hai đứa ăn học. Anh Mười đã hối hận với việc làm của chính mình. Anh ấy đã nói nếu trời cho trúng số lần nữa thì lo đầu tư làm ăn, chị không chơi bời như ngày xưa. Chị Tuyền cho biết, không cờ bạc, không rượu chè, như một tỷ phú vé số Sóc Trăng cũng trở lại kiếp nghèo. Không bao lâu sau khi cầm trên tay số tiền rất là lớn, đó là một buổi chiều cách đây 3 năm, ông Nguyễn Văn Ngô, 53 tuổi, ở Nhân Mỹ, hiện cái sách tỉnh Sóc Trăng, ở miền Tây không gì trời, bất ngờ thì trở thành tỷ phú giữa một vùng quê nghèo khi lão nông này trúng số một tờ vé số độc đắc với cái giá trị là 1,5 tỷ đồng. Trước đây thì ông Ô đã sống bằng cái nghề mua bán trái cây tại địa phương, cuộc sống bình lặng đã trải qua kể từ khi mà ông trúng số. Từ đó thì ông Ô bỏ nghề mua vé số, nghề bỏ nghề bán trái cây và mua hai nền nhà cặp đường Nam Sông Hậu để mở quán ăn. Ông cũng để dành tiền mua xe sang cho con. Mở quán bán nhưng không có khách, mỗi ngày chỉ bán được hơn 1 triệu nhưng chi tiêu gần 10 triệu nên không lâu sau thì gia đình hết tiền, rơi vào cái cảnh túng thiếu, phải bán lỗ hai nền nhà để lấy tiền xây sở cưới vợ cho con. Ông tâm sự, em giết anh, vợ thuốc chồng. Cái vụ việc mà hai anh em ruột Huỳnh Văn Thức và Huỳnh Nhật Trường tàn sát nhau vì trúng số độc đắc vẫn được người dân xã Thượng An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long bàn tán xôn xao. Người dân kể trong một số anh chị em trong gia đình, Thức có cái tính hung hăng quậy phá, còn Tường thì rất ngoan hiền hiếu thảo với cha mẹ. Cách đây hơn 10 năm thì 13 tờ vé số độc đắc đã thay đổi cuộc đời của Thức. Số tiền trúng, Thức mua nhà, mua đất và cưới vợ. Cũng từ đây thì Thức lao vào ăn chơi rượu chè, chửi cha mắng mẹ, đánh đập vợ. Không chịu nổi người chồng chỉ biết ăn nhậu vũ phu thì vợ Thức đã bỏ đi khi con mới vài tháng tuổi. Sau khi mà nhậu về thì Thức đã chửi cha mình và dùng cây đánh đứa con ruột dã man. Chứng kiến sự tàn độc của anh trai, không kìm được cái tức giận nên là đợi lúc mà Thức ngủ say á, Trường đã dùng cây thuốc tư vít đâm vào người anh nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án thì Trường đến công an đầu thú. Nếu không trúng số thì không có cái cảnh anh em ruột tương tàn rồi. Trúng số để gặp cảnh này thì thà không trúng còn hơn. Một người dân gần nhà của Thức thở dài như vậy. Cũng là chuyện đau lòng, sau khi trúng số là hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Hưng, ngụ tại Châu Thành, Hậu Giang, đa số ở miền Tây. Vợ ông Hưng mất sớm, sau khi ông gá nghĩa vợ chồng với bà Nguyễn Thị Ngàn thì bi kịch xảy ra khi ông Hưng trúng độc đắc được 100 triệu đồng. Ông chia cho các con mỗi người 5 triệu, mua cho vợ đôi bông tai giá 5 triệu và cho bà Ngàn 1 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên thì bà Ngàn không hài lòng với cái số quà tiền ông Hưng tặng lên cái hạch giết chồng. Trong một bữa cơm chiều thì bà Ngàn đã bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn của chồng. May mắn thì khi nghe có mùi lạ và thức ăn đổi màu, ông Hưng nghi ngờ và tri hô. Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra thì bà Ngàn đã thú thật ý đồ giết chồng để chiếm cái số tiền mà ông Hưng đang giữ. Bà Ngàn sau đó thì bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên án phạt 5 năm tù về tội giết người. Trúng số là cái may của mỗi người mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Thế nhưng những cái đồng tiền ấy đúng mực, đúng với lợi ích thì không hẳn ai cũng biết.
Sau những cái bi kịch về những tờ vé số thì hy vọng rằng mộng đổi đời bằng vé số của người dân nghèo sẽ thành hiện thực khi họ biết dùng đồng tiền ấy cũng như là có lợi cho mình, cho cộng đồng và cho tất cả chúng ta. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video. Chúc các bạn sức khỏe, nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube.